Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình ở ngoài đi đây. Thì trước mặt các bạn đang là mình và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s. Và với chiếc điện thoại này, ngày hôm qua mình đã làm clip mở hộp cũng như trên tay nhanh sản phẩm này. Thì chúng ta có thể thấy là với một cái thiết kế màn hình giọt nước Infinity V, quay trở lại với thời gian đầu đúng không ạ? Và một cái thiết kế mình nghĩ là khá là ổn, cũng như là cái mặt lưng chống trầy xước như thế này. Đó. Tuy nhiên là có một điểm mình bổ sung so với clip ngày hôm qua mình chưa chia sẻ các bạn, đó là sản phẩm này không có mở khóa vân tay ở mặt lưng hay bên cạnh hết, mà nó chỉ có mở khóa bằng khuôn mặt thôi. Ở đây cũng là một điểm thiếu sót của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s này. Tuy nhiên là với cá nhân mình thì mình không quá quan trọng cái vấn đề này cho lắm. Thường thì mình có cả hai cái bảo mật này trên chiếc điện thoại của mình, đã sử dụng là Galaxy S8 Plus. Tuy nhiên là mình không thường xuyên sử dụng cái này, mà nhiều khi mình lại dùng cái vé mẫu hình thì không phải hơn. Thì không biết là có bạn nào giống với mình hay không thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ clip cùng kênh của mình trong thời gian vừa qua. Nếu thấy clip hay và ích thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nhé, và bấm nút chuông để nhận những video sớm nhất. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành test tự liên liên quân mobile để kiểm tra hiệu năng của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s này với con chip Snapdragon 450 8 nhân, xem nó rằng liệu rằng nó có ổn định hay không, hay là nó có chơi tốt hay không so với con Oppo A15 thì như thế nào. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu clip. Ok, như vậy trước mặt các bạn đang là điểm AnTuTu của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s 79.031 điểm. Cùi vãi lều. CPU, điểm CPU 38.536 điểm, điểm GPU 3.664 điểm, chạy trên con chip Adreno TM506. Ở đây nó hỗ trợ cái cuối cùng này không hỗ trợ này, cái Vulkan này hết bộ nhớ này, chỉ được một cái điểm Vulkan này thôi. Đấy, điểm RAM thì là 3 RAM 3 GB thì là 27.194 điểm, điểm UX thì là phần mềm Android 10 thì là 9.637 điểm. Rồi các bạn có thể thấy là với một số điểm AnTuTu hết sức là khiêm tốn, thì cũng bởi vì là chạy trên con chip Snapdragon 450. Đó. Đây Snapdragon 450 các bạn có thể thấy, và GPU thì là rồi, các bạn em thông cảm nhé, đang ốm. Rồi có chip Adreno TM506, đúng không ạ? Các bạn thể thấy là 79.031 điểm, một số điểm cực kỳ là khiêm tốn. Thì không biết rằng sản phẩm này, tức là Samsung Galaxy A02s này, liệu rằng nó có chơi tốt từ gaming mobile hay là giật lag tung hình lên. Thì mình cũng hy vọng là với cái RAM 3GB và với con chip Snapdragon 450 này được ra đời khá là lâu rồi, thì mình nghĩ là sẽ tối ưu tốt, cũng như là trên cái giao diện One UI 2.0 Core thì 2.5 Core thì nó sẽ được tối ưu tốt hơn. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile. Và link clip mở hộp trên anh nhanh thì mình để ở phần mô tả nha, các bạn click theo dõi. Và trong quá trình vào game thì mình xin phép được chia sẻ giá của sản phẩm này. Sản phẩm Samsung Galaxy A02s đang được bán với giá là 3.190.000 đồng. Giá này mình tham khảo tại Thế Giới Di Động và Samsung. Một cái nữa đó là về cấu hình của sản phẩm này thì đang sở hữu RAM 3, bộ nhớ trong 32GB, con chip Snapdragon 450 và chip đồ họa là Adreno TM506. Thì các bạn đã thấy điểm AnTuTu chỉ là 3.664 điểm, điểm rất là thấp đúng không ạ? Rồi, như vậy là mình đã vào trong tựa game Liên Quân Mobile, mà ngay giờ thì mình sẽ bật cái loa lên. Đó, các bạn có thể thấy cái loa rất là to, nhưng mà cái bass thì hầu như là bằng không nha các bạn. Rồi, cầm khá là chắc tay. Đấy. Con này thì pin nó 5.000 nhưng cầm nó nặng hơn con A10s, và nặng hơn một số cái điện thoại khác nhé. Đấy, nặng tới 196g. Đấy, nặng này, cầm rất là nặng luôn. Pin này chắc là to đấy. Ok, thì bây giờ mình đã vào trong đây, mình tải thì cũng đến 99% rồi. Mình sẽ để tải nốt một chút xíu. Rồi, 100%. Như vậy là mình vào phần cài đặt này. Ok, như vậy là không bật được FPS cao, đấy, độ phân giải HD siêu cao, không nên được chất lượng hình ảnh HD, không nên được đấy, chất lượng chi tiết cho lên cao. Đó, như vậy là không bật được FPS cao nha các bạn. Chip 450 thì lấy đâu là FPS cao đúng không? Đấy, Snapdragon nó khá là khó tính trong cái việc mà chúng ta
bật cửa ghép lên cao trong tựa game Liên Quân, còn chip Mediatek thì nó sẽ tối ưu tốt hơn. Nhưng mà Snapdragon có ưu điểm là cái độ bền bỉ và cái việc mà nó xuống chip thì có hình như là lâu hơn. Đấy là trước đây mình thấy vậy, còn sau này thì có vẻ là các con chip trên các chiếc điện thoại mà sở hữu con chip Mediatek nó cũng được ổn định hơn. Rồi như vậy là với Samsung này thì không có cái việc là nó không ghi được màn hình thì mình cũng sẽ không tiến hành ghi màn hình trong cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s này. Đó, mình sẽ bắt đầu vào trong tựa game này luôn. Mình sẽ chơi một trận đấu hack. Đây đầu tiên mình sẽ phải thử cái việc mà cái nó có delay không ấy. Thì các bạn thể thấy là cái delay này sẽ xảy ra mình trên con chip Snapdragon 450 mà yếu. Đấu hàng này. Nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ chơi mượt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hạ thấp cái máy quay của mình xuống để anh em có tiện theo dõi hơn. Ok. Rồi, hy vọng chắc là anh em cũng đã ok rồi đúng không ạ? Dung lượng pin đang là 49% nha các bạn. 49% thì bắt đầu vào trận đấu. Hoặc là 50%. Đấy, để xem là sau trận đấu này thì nó sẽ tụt bao nhiêu phần trăm. Nếu như mà theo mình được biết, mình nhớ không nhầm thì có chip Snapdragon 450 này, 460 thì ở trên con A11 và 450 thì nó ở nằm trên con Samsung Galaxy Z6 cộng với cả con Samsung Galaxy Z4 cộng cả. Đó, thời điểm đấy thì con Galaxy Z4 cộng bán rất là chạy, nhưng mà bộ nhớ chỉ là RAM 2, bộ nhớ 16 thôi. Sau khi mà con Vivo i91C có bộ nhớ 32GB thì các dòng khác thì mới bắt đầu là có bộ nhớ 32GB, điển hình con Samsung Galaxy Samsung Galaxy A10 và con một số dòng Xiaomi bắt đầu tiến hành RAM 3 bộ nhớ trong 32GB để theo kịp được với con Vivo i91C. Và sau này thì cũng RAM bộ nhớ trong 32GB bắt đầu trở nên phổ biến hơn, đúng không ạ? Rồi, mình đã tựa chọn tướng Kyrgios. Mình khá thích chơi cái tựa vị tướng này bởi vì là nó không có FB à. Nó rất là đánh lết rất là tốt. Đấy. Vì thường là ở cái server Việt Nam này thì mình thường là đến để lết nhiều, mà để lết nhiều thì những con này tốt hơn. Thôi, kích 2AD rồi. Chán. Không biết đi ăn thì. Và không sao, đây là một trận đấu test thôi. Đấy, bên họ có Garak thì rất là khó chịu. Một không này, Erlen này, Lavi này, bên mình thì Batman này, yếu này. Đầu game khỏe, cuối game yếu. Cuối game thì không có SD thì chơi Toro, thì có 2AD này, khá là thốn, 1-0 nó mà đập cho một đập thì chết cả đôi. Đấy, mình hy vọng là các bạn sẽ chơi ok. Rồi. Vera pick chat lại thua. Không biết là anh em cùng đang chơi ở bức ranh nào và đang dùng vị tướng nào để leo ranh thì anh em hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua và hãy nhớ bấm nút chuông để nhận những video sớm nhất nhé. Và mặc dù là sở hữu một cái cấu hình thấp như vậy nhưng mà thực tế mà nói thì trên điện thoại thương hiệu Samsung luôn luôn được
bán rất là chạy này, thứ hai nữa là luôn được các bạn quan tâm, vì dù sao Samsung cũng là một trong những thương hiệu lớn nhất, điện thoại lớn nhất trên thế giới và bán là chạy nhất tại Việt Nam đó. Rồi sau đó mới đến các hãng khác ví dụ Oppo, Samsung vân vân đó. Wi-Fi mình đem để YouTube mà sao ping thấp nhỉ? Được rồi. Nói chung là cái chuyển động ở cái FPS 30 này thì nó ưu điểm nó sẽ ổn định. Ơ, sao ping thấp thế nhỉ? Nó sẽ ổn định hơn. Đó. Đây là mình đã cho mắt độ sáng rồi nha các bạn. Không biết là các anh em có thể quan sát rõ không? Dừng. Chơi không? Chơi không? Chơi là mình chơi ngay vì mình hồi phục tốt hơn, mà ngộ không. Nếu cái tăng 30, tăng 30. Hay quá nhỉ. Chúng là những cái chiếc điện thoại mà ví dụ như là chạy trên con chip Snapdragon 450 này thì mặc dù không bật FPS cao, nhưng mà khi mà chúng ta để ở cái mức FPS 30 thì nó sẽ gần như là không bị tụt. Đấy, cái đấy mình rất là thích. Nhưng mà cái chuyển động khi mà có FPS cao thì chắc là các bạn sẽ thích hơn, đúng không? Ok, và mình sẽ di chuyển qua đường mid. Thứ nhất là né thằng rừng, thứ hai là sẽ đi farm ở cái mấy con lính ở đây. Ui. Không ăn được rồi. Lần thì nó mạnh lắm. Hay quá nhỉ. Hổ báo à. Hổ báo cáo trồn. Để biến về hồn máu cái đã. Nói chung là team mình về lết, nếu mà hai trạng thủ không chơi tốt thì khả năng thua là rất cao. Đấy, FPS bây giờ vẫn đứng đơ đơ ra 30 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà FPS không tụt như này thì mình nghĩ là ổn đấy. Nhưng mà nếu mà để mà chơi được liên quân, nếu mà leo rank hiệu quả thì FPS cao thì nó vẫn tốt hơn. Cái chuyển động nó mượt mà hơn, như là cái cảm giác tay nó tốt hơn. Đấy, như thế này thì mặc dù là nó không có giật lag gì cả, nhưng mà nó cứ tụt tụt xuống như này mình cũng thích lắm. Giống như là cái con gì nó hay bị tụt nhỉ, con Vivo i1s với cái con Vivo i9c ấy thì nó rất là hay tụt. Thì bạn rất hổ báo anh ạ. Hổ báo quá nhỉ.
mình sẽ không biến về mà nên tranh thủ ăn con lính này đi, rồi khả năng sẽ biến về. Vì tầm này thì ngộ không nó cũng chưa ra ngay được. Như vậy là lại gần đấy cây máu rồi. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Ui. Hết chiêu rồi, đâm ra không chạy được. Pha này là hơi sai. Rồi, FPS vẫn đang ở mức 30. Rồi, con này cũng không lấy trụ rồi. Vela cố lên, Vela cố lên. Thôi, thôi, farm lính đi. Đúng rồi, farm lính đi, đừng để nó phá trụ. Quan trọng là trụ, chứ không phải là mạng. Vela bảo đấy nên nó đập cho chết ngược ấy. Nói chung là để Vio nó xanh là nó bắn nhau thì cũng nhức người đấy. Pin khá là yếu nhá, wifi cách có mấy mét thôi sao lại yếu thế nhỉ? Biết là nguyên nhân là do đâu. Mình nghĩ là Samsung bắt wifi kém thì không phải, đấy thì không có cơ sở. Toàn không hay em hí ngặt đã. Thôi không sao, cố gắng farm rồi đánh. Đây, có cái ping này các bạn, để anh em thể thấy là ping khá là thấp, còn FPS thì vẫn giữ nguyên. Mức độ sáng thì mình đang để ở mức đây, mình sẽ có mức cao nhất. Và nhiệm vụ mình là phải đi farm đã. Tốt. Dừng hay đấy. À, mình có đồ mới chơi được. Hay quá. Ui. Hổ báo quá. Định nên xin một bùa xanh nhưng mà thấp máu quá. Mình lên full đam thôi chứ nếu mà lên thủ thì chắc là tí nó sẽ lên thủ cái đồ khống chế thôi, chứ còn nếu mà lên thủ nhiều thì đánh khó đánh lắm, yếu lắm. Nhưng mà bên mình thì team mình không có chống chịu, khả năng là tí phải lên thủ thôi. Thủ thì mình sẽ lên kéo cho băng giá này.
Ui. Tìm nó quấy game mạnh thế mà tìm nó trâu nữa. Trận này đánh là hơi khê mà sao ping thấp ấy nhỉ. Phải đi rút mà. Phải vào bánh căng đét nhưng vào trong game thì ping khá là thấp. Đấy anh em thể thấy ping cứ đỏ đỏ sẽ vàng vàng này. Ngay từ lúc đầu game nó đã vậy rồi. Kể ra 10 phút diễn ra mà trận đấu vẫn còn đang rất là căng thẳng. Ui dồi ôi, tiên sư nữa. Hay quá. Để trụ đi, để trụ Huy đi. Mình khi mà hôm qua mình nhận được cái thông tin là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s mở bán thì mình cũng khá là ngạc nhiên, vì mình thường là những cái sản phẩm Samsung ra mắt thì thường là đầu năm, nhưng mà mình nghĩ là năm nay, về sau mình nghĩ lại là năm nay là do khả năng là do Covid. Đấy, Covid. Tại sao lại do Covid mà lại ra mắt vào cuối năm? Vì là do Covid nên là cái việc mà ảnh hưởng đến cái doanh số của Samsung thì chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Không nhiều thì ít, nhưng mà mình nghĩ là với Samsung ảnh hưởng ít thì cũng là nhiều. Và với việc ảnh hưởng như vậy thì Samsung sẽ ra mắt những sản phẩm mới để kích cầu trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, thì sẽ nhận được cái doanh số lớn hơn. Đó. Ok. Chơi chưa? Hay quá nhỉ, team này rình rập các thứ hay phết. Mình bắt đầu trâu hơn rồi đấy. Con team nó đâu hết rồi nhỉ? Mình sẽ phải lấy được cái đỉnh A mà nó đẩy đẹp đằng kia. Rồi cố lên. Ui, trâu thế. Kinh nhật đấy, nó vả mỗi phát chết cả làm luôn. Hai thằng ngu kia. Thôi rồi, nói chung là lấy được cái lượng lính siêu cấp thì cũng là thành công rồi. Nhưng mà đến cái đoạn combat ở đây anh em thì thấy là giật lag đúng không? Nói chung là khó đánh lag ở đây này. Đoạn rồi mà cái thằng alien nó cứ nhảy lên ấy, đoạn đấy combat té lên là FPS thì không tụt, nhưng mà đánh là hơi khoai. Đâu rồi, ra đây đi. 27 nhá, ngại quá. Chết túi bụi. Để pin này, anh em thấy pin này pin đỏ lòm luôn, không hiểu luôn. Mà wifi ngồi ngay cạnh anh, cách có mười mấy mét.
Không hiểu luôn. Mình sẽ từ cái việc ping như này có thể là mình sẽ làm clip so sánh với wifi xem. Biết đâu là Samsung sản xuất con Galaxy A02s này wifi nó lại kém thì phải. Kém thì sao đúng không? Mình sẽ lên cái thương long này. Đấy, để lấy cái hồi chiêu. Lấy cái hồi chiêu. Và cái xuyên giáp. Xuyên giáp. Coi chừng tìm địch nha. Đi ăn rồng, ăn rồng, ăn, ta thân. Hay rồi, rút rồi. Úi dồi, đảm tỏ thế. Ôi giời, cái ông rừng này chạy đâu thế? Rồi không cứu tôi, 28. Chết nhiều quá, làm clip chết nhiều này, ngại vai. Em đừng chê cười nhá, ngại lắm. Thả rồng ở kia rồi, ôi thả rồng ở đây chứ. Rừng này thả rồng rốt quá. Thả rồng. Kiểu gì đấy? Thả đá đây để lính lấy lính siêu cấp chứ ông bị thả đấy lấy cái gì chán. Cung đẹp với game thằng A lên nó khỏe lắm, A lên nó khỏe, thằng Ngũ Không nó khỏe, bên mình thì toàn màu giấy. Xem là có ăn được vét được vài mạng không. Mình sẽ lên cái nanh phân nia cho nó cục xúc nhé. Không nên giáp bộ mạnh nhá, đánh cho nó máu. Đấy. Phone win luôn. Phone nên win luôn. Đẩy lên win luôn. Dồi ôi bọn này dốt thế nhỉ. Vừa rồi thì không win luôn đi, bây giờ đánh đấm khó lắm, team nó bây giờ team nó mạnh lắm. Hay quá. Đấy, chuyện AD nó phải như vậy chứ. Đây, mình sẽ cố gắng đẩy cái trụ này. Cứ chết. Nhưng chung bây giờ đẩy trụ là được. Bây giờ không win thì còn bao giờ win nữa. Win win. Ok, như vậy là mình vừa tiến hành xong tựa game liên chơi cho Game Nintendo Mobile trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A02s. Thì nhìn chung là với số điểm AnTuTu rất là khiêm tốn, 79.000 điểm và một con chip Snapdragon 450.
thì chúng ta chơi tựa game Nikon Mobile ở đây thì không bật FPS cao. Đấy, cái khả năng cầm nắm thì nhìn chung là khá là đầm tay, khá là nặng. Đấy, và màn hình thì 6,5 inch cũng khá là ổn. Tuy nhiên là ở trong những pha combat thì mình thấy là nó sẽ không được ok cho lắm. Vì cái FPS thì không tụt, nhưng mà cái ping như thế anh em có thể thấy là chúng nó khá là thấp. Thì mình không biết là nguyên nhân do wifi nhà mình hay là do cái máy. Nói chung là nếu mà để chơi chơi thì được, còn nếu mà để neo danh chuyên nghiệp thì không nên lựa chọn sản phẩm này. Và thường là các bạn cũng biết là chơi lựa chọn Samsung để chơi game thì thường là cái lựa chọn rất là không nên, đúng không nào? Rồi, các bạn đang theo dõi clip của mình chơi tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy Home 2S. Nếu các bạn thấy clip hay và ích thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất chi là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.